Hôm nay Lưu Bắc Cạn lại làm video giới thiệu cho anh em những cặp tép có hai chế độ chỉnh tép và siêu tép song song. Đây là bản đủ của hệ tép. Cặp này là 1.200.000, gạt lên là siêu tép, gạt xuống là tép. Đôi này là 1.000.000, này là củ 350. 1.000.000 nó có hai loại, anh em lấy loại này cũng được. Đấy, gạt lên là siêu tép, gạt xuống là tép. Anh em xem kỹ sản phẩm, rất chắc chắn. Một đôi 1.000.000 thì có một cái gắn nha. Đôi 1.200.000 cũng thế, đôi 1.500.000 cũng thế. Đây là thiết kế cực chuẩn. Anh em sở hữu cặp tép này thì sẽ được tép và siêu tép cùng chạy, nên chất âm nó sẽ sắc nét hơn tép bình thường rất nhiều lần, gấp 4 lần. Nó sắc nét và nghe bolero ướt át hơn gấp 4 lần tép bình thường. Đây là cặp 800.000. Đấy, có một cái gắn công tắc và một cái không, đôi nào cũng vậy, 1.500.000 cũng thế. Anh em xem kỹ video. Đôi này nặng 7kg một đôi, củ 450. Gạt lên gạt xuống rất đơn giản. Anh em xem kỹ nha. Một cái có gắn siêu tép và một cái không. Đây là thiết kế chuẩn, bản đủ của hệ tép. Đây là bản hot nhất ở Việt Nam hiện tại bây giờ. Chất âm sắc nét, siêu VIP. Cặp này là 1.500.000, củ cao cấp China. Anh em cứ gọi là có hàng nhá, ship hàng toàn quốc. Đây là cặp 450, 1.200.000, 1.200.000, giá này đã bao ship rồi. Anh em xem kỹ chi tiết, đây là công tắc chịu dòng 15A. Anh em muốn chất âm của một bộ dàn nhà mình sắc nét và cái độ trong tuyệt đối như vô hình thì liên hệ Lưu Bắc Cạn, sẽ ship cho anh em những cặp tép để tăng độ sắc nét cho bộ dàn của chúng ta. Đấy, gạt lên gạt xuống như làm trong video của mình nha. Gạt lên là siêu tép. Cặp này là 350, củ 350 nhá, full 3.5, 1.000.000. Giá này đã bao ship rồi. Âm ly cục đẩy chơi được tất. Một triệu, 1.000.000 có hai loại, anh em lấy loại này cũng được, chỉ khác cái nắp đít thôi. Đây là bản hot nhất ở thị trường Việt Nam, chính là những cặp tép sở hữu tép và siêu tép song song. Cặp này 800.000, này là củ 250 nhá. Đấy, gạt lên gạt xuống như hướng dẫn nhá. Anh em về được phép kiểm tra đúng như quảng cáo thì mua nhá, không đúng thì